Ngày 10 tháng 4 theo giờ Mỹ, tổng thống Joe Biden đã ký dự luật chấm dứt tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19 tại Mỹ, sớm hơn kế hoạch ban đầu Nhà Trắng công bố là vào ngày 11 tháng 5 tới. Theo luật mới, Mỹ sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia do tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng liên quan COVID-19 được ban hành từ thời cựu tổng thống Donald Trump đầu năm 2020. Tình trạng khẩn cấp khi đó đã giúp nhà chức trách Mỹ nhanh chóng tiến hành hàng loạt biện pháp nhằm ngăn chặn virus lây lan, đồng thời hỗ trợ các ngành y tế, kinh tế và ổn định xã hội. Cùng ngày, giới chức y tế Mỹ cho biết chính phủ nước này sẽ chi hơn 5 tỷ đô la cho dự án NextGen nhằm đẩy nhanh việc nghiên cứu các loại vaccine và thuốc phòng COVID-19 mới. Trong bối cảnh giới khoa học cảnh báo, virus tiếp tục phát triển và có thể xuất hiện thêm nhiều biến thể trong tương lai. Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất về nhân mạng do đại dịch Covid-19. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, kể từ khi Covid-19 bùng phát đến nay nước này đã ghi nhận hơn 106 triệu ca bệnh, trong đó hơn 1,15 triệu người đã tử vong.